Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Stanway & Son Việt Thương. Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với nghệ sĩ piano Hazel Nguyễn đang sinh sống và làm việc tại Anh Quốc. Buổi trò chuyện này chúng ta sẽ bàn về các kinh nghiệm và những chia sẻ của Hazel Nguyễn dành cho các bạn đã, đang và sắp chơi đàn piano. Mong rằng qua video này thì chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm để học chơi đàn tốt hơn và một phần nào đó truyền cảm hứng cho các bạn học đàn. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chào Hazel, cảm ơn bạn đã đến với chương trình phỏng vấn nhanh của Stanway Việt Thương. Chào các bạn, mình rất là vui khi được mời tham dự chương trình phỏng vấn trực tuyến của Stanway Việt Thương ngày hôm nay. Mời chị chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình với khán giả. Như các bạn đã biết, mình tốt nghiệp thạc sĩ ngành piano cũng đã được 4 năm rồi. Và hiện tại thì mình đang giảng dạy tại hai trường tư thục của Anh. Ngoài ra thì mình cũng là thành viên của hội đồng giám khảo ABRSM. Nếu các bạn có thi trình độ 1 đến trình độ 8 thì hẳn là đã biết hội đồng ABRSM của Anh. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì mình cũng có làm những video trên mạng xã hội hoặc là thu âm cho các bên khác nhau. Phong cách của chị trong các vlog thường khá nhí nhảnh. Không ngờ chị đã có kinh nghiệm dày dặn như vậy. Thực ra mà nói thì rất cảm ơn bạn đã khen. Mình thì bản thân mình nghĩ là mình cũng khá là vui tính thôi, khá là thoải mái đối với học sinh. Và bởi vì là tuổi đời của mình còn khá là trẻ thì chính vì thế mà mình nghĩ là mình nên sử dụng nó giống như là một ưu điểm thay vì là khuyết điểm, để mà có thể gần gũi với học sinh hơn và tạo một môi trường bình đẳng hơn để học sinh có thể thoải mái, sáng tạo hơn. Những video trên mạng xã hội của chị thường được chơi trên cây đàn Stanway. Có phải chị rất thích diễn trên đàn Stanway hay không? Điều này thì dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà có sự lựa chọn thì những cây đàn Stanway chỉ là sự lựa chọn hàng đầu của mình khi mà diễn. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình không thích những cây đàn khác hoặc là có một ý kiến trái chiều nào đấy. Thực ra thì mình nghĩ là một người nghệ sĩ mà nói, đặc biệt là nghệ sĩ dương cầm, thì mỗi khi mà mình đi diễn đều phải làm quen với những cây đàn khác nhau. Thế chính vì vậy mà để có thể có được một cây đàn tối ưu hóa được tất cả những ý tưởng mà mình muốn làm như cái đàn Stanway thì rất là hiếm. Thế chính vì thế mà khi mà mình có sự lựa chọn thì mình đều cố gắng làm những video trên cái đàn Stanway. Ở nhà chị có một cây đàn Stanway chứ? Câu hỏi này thì không phải là chỉ có bạn hỏi mà là còn có rất nhiều bạn khác cũng đã hỏi rồi. Mình có hai câu trả lời mình thường chuẩn bị sẵn. Đó là nếu như mà mình có thể mua được một cây Stanway cho riêng mình khi mà còn trẻ như vậy thì có lẽ từ nay không phải đi làm nữa. Và câu trả lời thứ hai mà mình vẫn luôn có sẵn đó là ủa mua làm gì vậy, trường có sẵn mà. Không, nhưng thực ra mà nói thì trong thời gian tới mình cũng sẽ cố gắng phấn đấu để có thể mua được một cái đàn Stanway cho riêng mình. Người yêu nhạc đều biết đến Chopin như một nhà thơ của cây đàn dương cầm. Chị nghĩ như thế nào ạ? Cái này thì thậm chí là bạn có thể làm cả một bài tiểu luận. Nhưng mà để tóm gọn lại thì mình nghĩ là những đặc điểm âm nhạc nổi bật nhất của Chopin có thể kể đến hòa thanh rất là phong phú. Và hòa thanh có thể phục vụ được toàn bộ ý tưởng âm nhạc của ông để có thể xây dựng nên những câu chuyện cũng như hình ảnh đằng sau tiếng đàn du dương và da diết của mình. Và tiếp đó thì phải kể đến nghệ thuật cantabile, tức là làm cho âm thanh giống như hát, đúng không ạ? Chopin thì rất là thần tượng Mozart và Bach. Ông có nói với học sinh của mình là ông muốn hòa thanh của mình có thể biến hóa được như Bach, có thể phức tạp được những phức điệu của Bach. Và ông hết sức hâm mộ vì hài kịch cho âm nhạc của Mozart cũng như là những giai điệu hết sức tự nhiên nhưng hết sức có ý nghĩa của Mozart. Tiếng đàn của chị rất đẹp, có thể nói là giống như hát vậy. Chị có thể chia sẻ một số bí quyết của mình không ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Chính Chopin đã từng nói như thế này: ông muốn các học sinh của mình khi mà đánh những giai điệu thì phải nghĩ là mình không phải đang gõ trên đàn mà là đang dùng chính giọng hát của mình giống như một ca sĩ soprano để có thể hát ra những giai điệu du dương. Chính vì thế mà nếu như chúng ta muốn tiếng đàn có thể du dương giống như hát thì nên chú ý những điểm sau. Việc đầu tiên chính là quan sát kỹ để có cái sự tự nhiên và có sự mượt mà khi mà các bạn hát. Thì trên tiếng đàn cũng như thế, nếu như các bạn có thể quan sát và nghe một cách kỹ lưỡng thì bạn không muốn bất kể lúc nào có thể chọc ra ngoài cái câu nhạc đấy. Và câu nhạc thì cần có sự xuyên suốt và chúng ta cần đi đến một điểm nào đấy để có cái sự nhấn mạnh, và sau đó thì chúng ta cần thoái trào từ cái điểm đấy. Và việc thứ ba mà trong cái kỹ thuật đánh đàn như hát vâng giống như bạn vừa nói, thì mình nghĩ là chúng ta cần thở trong âm nhạc cũng giống như là khi chúng ta nói và phải lấy hơi thở trong mỗi câu vậy thôi. Mình vẫn thường nói với học sinh là các bạn có thể không thích thở nhưng mà các bạn không thể bắt người nghe không thở được. Ý mình là âm nhạc luôn cần có cái sự co giãn, và sự co giãn liên tục này chính là để người nghe có thể hòa mình vào cái dòng chảy của giai điệu, thay vì việc là chỉ nghe giống như là đang nghe từ một cái máy. Vì thế mà hơi thở cho âm nhạc rất là quan trọng. Rất nhiều giáo viên thì có nói học sinh là phải thở cho âm nhạc, nhưng việc thở cho âm nhạc cũng khá là phức tạp. Bởi vì cũng không hẳn chỉ là đến dấu lặng thì các bạn dừng lại, hoặc là các bạn lấy hơi một cái và các bạn dừng lại, mà chỉ là sự nghiên cứu kỹ về câu nhạc, cách uốn câu cũng như là đi tới một điểm nhấn mạnh, và sau đó thì mới có điểm thoái trào. Đặc biệt là với những giai điệu mà tính chất lãng mạn cao như những giai điệu của Chopin, có rất là nhiều quãng đục nhảy, và tùy từng quãng khác nhau, ví dụ như quãng 4 hoặc quãng 6 nhảy thì sẽ có một cái mục đích khác nhau. Thì chính vì thế mà mình mong là các bạn có thể tưởng tượng xem là những cái quãng nhảy này sẽ được biểu diễn như thế nào nếu như bạn là một ca sĩ. Bởi vì rõ ràng là khi các bạn chơi trên đàn dây hoặc là một ca sĩ thì rất khó để có thể đánh đúng nhịp. Nhưng mà trên cái đàn piano thì chúng ta thường là nhảy thẳng lên cái nốt đấy. Đấy là ví dụ như thế. Vâng, chính vì thế mình nghĩ là nếu như mình có thể suy nghĩ theo cách nghĩ của một ca sĩ hoặc là của một người chơi đàn dây thì kỹ thuật và cái cách đánh của giai điệu đấy sẽ trở nên khác biệt rất là nhiều. Thời kỳ lãng mạn và đặc biệt là âm nhạc của Chopin sử dụng nhiều sự thay đổi về tốc độ, hay còn gọi là rubato. Khán giả đặc biệt thích cách chị đánh rất là tự nhiên. Chị có thể chia sẻ một chút về điểm này không ạ? Mỗi một nhạc sĩ thì đều có một kiểu rubato khác nhau. Đối với Chopin mà nói thì rubato của ông không hẳn chỉ là thay đổi về mặt tốc độ giống như là thay hẳn cả một đoạn tốc độ khác so với đoạn sau, mà mình nghĩ là rubato của ông chính là sự chuyển động trong từng tiết tấu và có thể có dòng chảy, có cái sự uyển chuyển để phục vụ tính chất âm nhạc cũng như những hình ảnh mà ông đề ra. Nhìn chung thì mình không thích lạm dụng rubato. Đối với mình thì rubato cần có một sự tự nhiên và có một sự thống nhất về mặt tính chất âm nhạc đối với các nốt trước và các nốt sau rubato. Chính vì thế mà mình nghĩ là nếu chúng ta có thể giới thiệu rubato cho người nghe một cách tự nhiên nhất, một cách dần dần nhất thì nó sẽ có cái sự tự nhiên hơn, có sự uyển chuyển hơn rất là nhiều so với việc làm thái quá.
vui với các bạn học sinh là nếu như các bạn dùng vibrato quá nhiều thì sẽ nghe giống như là bị say sóng hoặc là giống như là các bạn nữ mà điệu chảy nước rất là. Người mới học đàn thường rất thích dùng pedal. Chị có chia sẻ gì về cách dùng pedal với các bạn không ạ? Trong kinh nghiệm giảng dạy của mình thì mình nghĩ là có rất là nhiều đối tượng sử dụng các loại pedal khác nhau, nhưng mà thực ra đều chỉ là một cái pedal mà chúng ta nhấn thôi, đúng không ạ? Chỉ là pedal phải. Nhưng mà tùy đối tượng học khác nhau thì chúng ta thường sử dụng pedal theo một thói quen khác nhau. Ví dụ như là các bạn mới học thì rất thích dùng pedal bởi vì thường thì nó sẽ giữ cho tiếng vang lên và một cách nào đấy thì các bạn nghĩ là tiếng đàn sẽ hoành tráng hơn rất là nhiều. Hoặc là đối với những bạn mà đã học có vài bản rồi thì các bạn biết là pedal dùng là để củng cố hòa thanh, để có thể giữ được hòa thanh một cách giàu có và phong phú hơn. Đối với các bạn sinh viên ngành nhạc hoặc là các bạn đã học đàn piano một cách chuyên sâu rồi thì pedal không còn chỉ là để phục vụ hòa thanh hoặc là để ngân vang tiếng đàn to hơn, dài hơn nữa, mà chính là một công cụ đắc lực để các bạn có thể làm phong phú màu sắc của tiếng đàn. Mình thì bởi vì là đã rất là nhiều năm sử dụng pedal rồi cho nên mình không còn nghĩ về pedal nữa. Rồi chính vì thế mỗi khi có một bạn học sinh hỏi là ôi chị ơi thế đoạn này mình nên pedal như thế nào thì mình cũng mất một vài phút để có thể nghĩ xem là pedal như thế nào để có thể nói cho bạn thì các bạn có thể hiểu. Cái quan trọng pedal không phải là một công cụ thiết yếu mà chỉ là một công cụ hỗ trợ một cách rất đắc lực, thì chính vì thế mà các bạn không nên lạm dụng nhiều quá. Và chính Chopin cũng đã nói với học sinh của mình đó là ông không muốn mọi người sử dụng pedal quá nhiều, mặc dù là trong những tác phẩm của mình ông sử dụng rất là nhiều đoạn mà chính ông cũng đã ghi là cần phải có pedal đấy ạ. Ông nói với học sinh là nếu như các bạn không thể làm legato bằng chính ngón tay của mình thì đừng nên trông mong vào pedal làm gì cả. Đối với mình mà nói thì những gì có thể làm được bằng tay, bằng các ngón tay của mình thì mình nên làm trước, và pedal chỉ là tối thiểu thôi để có thể trợ giúp. Và trong những môi trường âm nhạc khác nhau, ví dụ như là những phòng hòa nhạc khác nhau thì chúng ta đều phải sử dụng pedal một cách khác nhau. Và cái quan trọng chính là chúng ta biết lắng nghe và sử dụng pedal giống như là một người hỗ trợ đắc lực cho mình. Có một điểm mà mình muốn chia sẻ với mọi người cũng như muốn các bạn học sinh sinh viên có thể nghĩ kỹ hơn, đó là các bạn có bao giờ nhìn vào những dấu pedal ở trên bản nhạc và nghĩ xem tại sao nhạc sĩ lại để pedal ở đấy không ạ? Hay những đoạn nhạc không có pedal nhưng các bạn đều pedal thì các bạn có bao giờ nghĩ xem là pedal các bạn đang làm để làm gì không?